Người mẹ đầu độc hai con nguy kịch, rồi đăng lên mạng kêu gọi từ thiện. Chiều ngày 19 tháng 6, Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án tử hình Natiwan Rakunzet vì các tội lợi dụng trẻ em để kêu gọi quyên góp, giết người, âm mưu giết người và lừa đảo. Tòa án cho biết, Natiwan nhận nuôi một bé gái từ lúc 4 tuổi vào ngày 22 tháng 4 năm 2015. Từ thời điểm đó, cô đã cho bé gái ăn thức ăn có tẩm chất lỏng ăn mòn nhẹ. Theo thời gian, cô bé trở nên ốm nặng và nôn ra máu do đường tiêu hóa bị tổn thương, nhập viện thường xuyên. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, cô bé tử vong vì suy kiệt sức khỏe. Ngoài ra, từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Natiwan cũng cho con trai ruột của mình dùng bữa ăn có chất độc bắt đầu từ khi cậu bé được 2 tuổi. Sau đó, cậu bé cũng phát bệnh, dẫn đến nguy kịch. Đáng chú ý, lợi dụng tình trạng sức khỏe của các con trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ba mẹ này đã chụp hình và đăng lên tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện, quyên góp trực tuyến và kết quả thu được về số tiền lớn. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, Natiwan bị bắt. Theo cáo trạng, ngoài các tội danh trên, cô ta bị buộc tội buôn người vì lợi dụng trẻ em để nhận tiền quyên góp, thực hiện hành vi lừa đảo và đăng thông tin lừa đảo trên mạng. Tại phiên tòa, ba mẹ độc ác đã nhận tội trước những bằng chứng chống lại mình. Tuy nhiên, lời hú tội của cô ta không được coi là căn cứ để xin giảm án. Tòa án cũng yêu cầu Natiwan trả lại khoản tiền quyên góp trị giá 42.000 bạc, gần 27 triệu đồng, cùng chiếc điện thoại di động được mua bằng tiền lừa đảo.